Thưa quý vị khán giả, Ủy ban Thường vụ Quốc hội vừa ban hành nghị quyết số 1194 về việc sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã của tỉnh Đồng Nai giai đoạn 2023-2025. Nghị quyết này sẽ chính thức có hiệu lực thi hành kể từ ngày 1 tháng 11 2024. Theo đó, tỉnh Đồng Nai sẽ có 4 địa phương gồm thành phố Biên Hòa, thành phố Long Khánh, huyện Vĩnh Cửu và Tân Phú sẽ thực hiện sáp nhập, điều chỉnh địa giới hành chính ở cấp xã. Hiện các địa phương trong diện điều chỉnh địa giới hành chính đều đã sẵn sàng để thực hiện sắp xếp bộ máy làm việc và phần lớn các cán bộ, công chức, viên chức cũng như người dân đều rất đồng tình với chủ trương lớn lần này. Ghi nhận của phóng viên thời sự tại thành phố Biên Hòa. Nhất trí và đồng thuận về cái chủ trương này của nhà nước là sớm thực hiện cái lộ trình giải quyết rồi chuyển đổi cái thông tin của cá nhân của mọi người dân để người dân sống được ổn định cho cuộc sống. Mà khi được thông báo là sẽ tách khỏi Tân Phong và về với Quang Vinh thì chúng tôi thấy là nó rất phù hợp và đại đa số bà con là ở đây ấy, ở cái khu vực khu phố 10. Trước đây hầu hết là nhập khẩu vào phường Quang Vinh. Bây giờ nếu là được trở lại với Quang Vinh thì cái điều đó là rất là phù hợp với bà con. Nhiều người dân cũng cho biết với những phường quy mô nhỏ, việc sáp nhập lại với nhau sẽ trên thực tế chỉ để hoạt động bộ máy hiệu lực hiệu quả hơn. Ngoài ra với những khu vực xa ủy ban dân phường, khó khăn cho việc đi lại của người dân, thì việc tách ra để nhập vào địa phương khác gần hơn là việc rất hoan nghênh và phù hợp với thực tế. Người dân cũng cho biết cách đây vài tháng đều đã được các địa phương thông tin và tuyên truyền rất sâu rộng về việc thực hiện điều chỉnh địa giới hành chính. Và do được tuyên truyền đủ, đúng, kịp thời, nên người dân rất tán thành với chủ trương lớn lần này. Còn đối với các cán bộ, công chức, người lao động tại những địa phương thực hiện sáp nhập, điều chỉnh địa giới hành chính lần này, tâm lý tuy có chút lo lắng, song tất cả đều có chung nhận định, đây là việc làm thỏa đáng. Hiện thời gian chỉ còn đếm ngược khoảng hơn một tuần nữa là nghị quyết về việc sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã của tỉnh Đồng Nai giai đoạn 2023-2025 sẽ chính thức có hiệu lực. Song hầu hết cán bộ, công chức và người lao động ở các phường đều đang nỗ lực để hoàn thành các công việc dở dang và chờ đợi sự đổi mới lần này. Cũng dần đã ổn định về vấn đề tâm lý và cũng đã sẵn sàng để tiếp nhận những cái công việc sau khi sáp nhập. Thì chắc chắn rằng cái trước khi sáp nhập thì địa bàn phường mình đa cũng là nhỏ, nhưng sau khi sáp nhập thì nó sẽ là lớn, thì khối lượng công việc nó cũng sẽ nhiều hơn, thì bản thân cũng sẽ cố gắng chấp hành để mà cố gắng để hoàn thành. Trong cái quá trình triển khai sáp nhập thì địa phương cũng thực hiện đúng các cái quy trình, các cái bước lấy ý kiến của người dân, đồng thời là làm công tác tư tưởng cho cán bộ công nhân viên ở địa phương, và nói chung là cán bộ công nhân viên địa phương thì vẫn tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng và những cái chủ trương của tỉnh và thành phố, và cũng đồng tình với các cái chủ trương sáp nhập để phát triển thành phố Biên Hòa cũng như tỉnh Đồng Nai ngày một phát triển phồn vinh hơn. Theo nghị quyết mới ban hành của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, tại thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai sẽ nhập toàn bộ diện tích tự nhiên là 0,56 km², quy mô dân số 9.283 của phường Hòa Bình và điều chỉnh 0,13 km² với dân số hơn 3.500 người của phường Tân Phong vào phường Quang Vinh. Sau khi sắp xếp, phường Quang Vinh có diện tích tự nhiên là 1,79 km² với dân số là hơn 33.890 người. Ngoài ra sẽ nhập toàn bộ 0,37 km² với dân số hơn 6.200 người của phường Thanh Bình, toàn bộ diện tích 1,37 km² với dân số là hơn 17.200 người của phường Quyết Thắng và điều chỉnh 0,03 km² với dân số hơn 1.000 người của phường Tân Phong để nhập vào phường Trung Dũng. Sau khi sắp xếp, phường Trung Dũng có diện tích 2,58 km² và dân số là hơn 49.600 người. Cùng với đó nhập toàn 1,31 km² với dân số hơn 16.200 người của phường Tân Tiến vào phường Tân Mai. Sau khi nhập, phường Tân Mai có diện tích 2,67 km² và dân số là hơn 40.090 người. Nhập toàn bộ diện tích 1,21 km² và dân số là 19.160 người của phường Tam Hòa vào phường Bình Đa. Sau khi nhập, phường Bình Đa có diện tích 2,48 km²
và quy mô dân số là 38.300 người. Sau khi sắp xếp, thành phố Biên Hòa giảm từ 30 xuống còn 25 đơn vị hành chính, gồm 24 phường và 1 xã.